So với những cái đề thi của những năm gần đây thì khuynh hướng ra đề của bộ môn hóa học tăng cường và đó là tính thực tiễn của cái đề thi để đáp ứng được với chương trình đổi mới sách giáo khoa 2018 hiện nay. Khi làm những câu dễ thì các em thường làm cho nhanh để tận dụng thời gian để làm các câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Chính vì cái tâm lý làm muốn làm nhanh để dành thời gian cho các câu còn lại và dẫn tới việc tính toán ở những cái bài tập mức độ nhận biết và thông dụng này thường bị sai và dẫn tới mất điểm rất. Xin chào các em, thầy là Nguyễn Tiến Thịnh, giáo viên bộ môn hóa học của trường Trung học phổ thông Trần Văn Dầu. Hôm nay rất vui để cùng chia sẻ với các em về bí quyết để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nhất. Với cấu trúc của bộ môn hóa hiện nay gồm có 40 câu trắc nghiệm được sắp xếp từ dễ đến khó, chia làm 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thì với phần nhận biết chúng ta thường sẽ có 20 câu, phần thông hiểu là 10 câu, vận dụng từ 6 đến 7 câu và vận dụng cao 3 đến 4 câu. Và với mức độ nhận biết và thông hiểu thì chiếm khoảng 28 câu trong đề thi, tương ứng mức độ 7 điểm. Còn vận dụng và vận dụng cao sẽ còn khoảng 3 điểm phần còn lại. Phần nhận biết và thông hiểu chủ yếu là kiến thức của sách giáo khoa lớp 12 và một phần nhỏ của kiến thức hóa lớp 10 và lớp 11. Phần vận dụng thì sẽ dàn trải rất nhiều dạng bài tập của kiến thức lớp 12, trong đó một số dạng của những năm gần đây là một số dạng bài tập về liên hệ thực tiễn ngày càng nhiều, các dạng bài tập về este và vô cơ. Còn phần vận dụng cao, đây là những cái phần vận dụng rất là khó, đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy, giải quyết những tình huống, xử lý nhanh, tính toán chính xác và trong có một thời gian rất là ngắn để có xử lý tốt được những câu này. Và so với những cái đề thi của những năm gần đây thì khuynh hướng ra đề của bộ môn hóa học tăng cường và đó là tính thực tiễn của cái đề thi để đáp ứng được với chương trình đổi mới sách giáo khoa 2018 hiện nay. Theo thống kê thì với kiến thức của sách giáo khoa hiện nay, nội dung trong đề thi khoảng chiếm hơn 90%, nên đây là một cái lượng kiến thức và một cái cơ sở để các em có thể ôn tập để đạt được cái kiến thức, đạt được mục tiêu 6 đến 7 điểm. Các bạn có thể nên chú ý đến một vài cái chương kiến thức mà hay xuất hiện trong đề thi. Đối với phần hữu cơ hóa lớp 12, các bạn hãy tập trung nhiều vào cái phần kiến thức của chương este, lipid và cái chương carbohydrate. Đối với phần vô cơ thì các bạn tập trung vào những cái phần chương của kim loại kìm, kìm hổ và nhôm và sắt. Đây là những cái phần kiến thức mà đề thi thường ra, bởi vì có rất là nhiều kiến thức quan trọng cần cho học sinh phải nắm được và vận dụng được nhiều vào trong cái thực tế. Theo thầy thì với cái đề thi hiện nay vì có hai mục đích, đó là dành cho học sinh xét tốt nghiệp trung học phổ thông và các bạn có nhu cầu thi vào các trường đại học, nên như vậy là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì đã có cái phần nhận biết và thông hiểu ở 28 câu đầu tiên tập trung dành cho các bạn có một nhu cầu chỉ xét tốt nghiệp là từ 6 đến 7 điểm. Còn những câu còn lại dùng để phân hóa thí sinh có nhu cầu xét đại học, nên do đó bắt buộc đề thi phải có hai phần như vậy thì đảm bảo được hai mục tiêu mà của bên Bộ Giáo dục người ta cần, và các trường đại học cũng sẽ tuyển được những cái học sinh mà người ta cần với cái mục tiêu cao hơn, đòi hỏi cái sự tư duy và sự hiểu của học sinh nhiều hơn để phân loại thí sinh. Với cái đề thi 40 câu thì phần dễ nhất của đề thi sẽ rơi vào khoảng 28 câu đầu tiên, đó là phần kiến thức về nhận biết và thông hiểu. Và phần này thì kiến thức chủ yếu nằm trong sách giáo khoa lớp 12 và một phần nhỏ của kiến thức sách giáo khoa hóa lớp 10 và lớp 11. Nhưng lưu ý phần này, các em phải làm bài hết sức cẩn thận và tập trung, bởi vì đây là những phần kiến thức rất là dễ và các bạn đã được rèn luyện bởi các thầy cô ở trên lớp rất là nhiều. Và các câu hỏi của dạng phần nhận biết và thông hiểu này thường rất là ngắn, gọn, nên các em sẽ đọc rất nhanh và làm rất là tốt. Nhưng chính vì sự nhanh dễ dẫn tới những sự sai lầm và sai sót khi làm bài. Thứ hai đó là tâm lý. Khi làm những câu dễ thì các em thường làm cho nhanh để tận dụng thời gian để làm các câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Chính vì cái tâm lý làm muốn làm nhanh để dành thời gian cho các câu còn lại và dẫn tới việc tính toán ở những cái bài tập mức độ nhận biết và thông dụng này thường bị sai và dẫn tới mất điểm rất uổng ở cái phần kiến thức phần dễ này. Phần khó nhất của đề thi chính là những câu hỏi về vận dụng
và vận dụng cao. Thì trong hai phần này thì với cái sự đổi mới, ra đề tiếp cận với cái chương trình 2018 nên các câu hỏi về vấn đề về thực tế, thực tiễn mới lạ thường được đề cập vào trong đề thi. Chính vì vậy học sinh thường rất là bỡ ngỡ bởi vì học sinh ít được tiếp xúc và rèn luyện với các dạng bài tập có câu hỏi thực tiễn loại này. Bạn phải thật sự tập trung, dồn hết sức để có thể làm được vì những cái câu này rất là khó, dài, cần phải sự tổng hợp của nhiều kiến thức. Nên do đó đối với những học sinh mà muốn làm được những câu này thì phải có một sự luyện tập rất là nhiều, nhuần nhuyễn, và khi gặp những cái đề thi hoặc là phải xử lý thật là nhanh tình huống đó và có kỹ năng tính toán thật chính xác thì hy vọng mới làm hết được cái đề thi. Với thời gian còn lại khoảng hơn 1 tháng, thầy chia sẻ các em như sau. Thứ nhất, chúng ta hãy dành thời gian một phần xem lại tất cả các kiến thức của cái lớp 12 ở mức độ cơ bản và thông hiểu. Thứ hai, tăng cường thời gian để làm các loại các đề của những năm trước và tập trung vào cái đề minh họa. Sau đó các bạn sẽ tham khảo một số cái đề của các sở, của các trường và tập trung vào những cái kiến thức của 28 câu đầu tiên để có thể làm cho tốt. Về đối với các bài tập tính toán, ta hãy làm những bài tập mức độ cơ bản của sách giáo khoa lớp 12 và các bài tập cũng như cái đề của các thầy cô giáo ở trên lớp các bạn đã ôn tập thì chắc chắn các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu 6 đến 7 điểm của cái trong thời gian còn lại. Và đối với các bạn có cái mục tiêu cao hơn thì thứ nhất, các bạn thấy theo sự đổi mới thì đề thi của những năm gần đây thì tăng cường về tính thực tiễn, nên do đó tất cả các bài tập về tính thực tiễn các bạn phải nghiên cứu nhiều hơn thông qua các đề của các sở, của các trường. Vấn đề thứ hai, đối với các bài tập lý thuyết thì đòi hỏi các bạn phải tổng hợp vận dụng được kiến thức của hóa lớp 12, 11 và lớp 10. Và thứ ba, đối với các bài tập tính toán vận dụng cao thì các bạn cần phải rèn luyện nhiều, đặc biệt chú ý vào các đề của những năm trước và các đề của các sở, của các trường hiện nay, tăng cường cái sự rèn luyện tính toán để có thể làm được nhanh, xử lý nhanh trong cái thời gian ngắn nhất có thể và độ chính xác cao thì các bạn mới làm kịp được trong vòng 50 phút của cái đề thi. Đặc biệt chú ý một số dạng khó xuất hiện trong đề thi của những năm gần đây, ví dụ đó là các bài tập về este đa chức, các bài toán về vô cơ tổng hợp của phần kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm, và đặc biệt các bài tập liên quan đến thực tế đòi hỏi các bạn phải hiểu và vận dụng được các bài tập tính toán liên quan đến thực tế ở trong những cái đề thi. Với phần kiến thức về nhận biết và thông hiểu, và đây là những cái câu hỏi chỉ mang tính chất kiểm tra học sinh về kiến thức sách giáo khoa của lớp 12 và một phần nhỏ ở lớp 10 và lớp 11. Và đây là những cái dạng bài tập và những câu hỏi rất là đơn giản. Học sinh đã được các thầy cô rèn luyện rất nhiều trong chương trình hóa lớp 12. Nên đây là một cái việc rất là dễ cho học sinh để mất kiến thức mà lo lắng, thì chúng ta có thể tập trung vào hai nội dung này để rèn luyện trong cái thời gian còn lại. Với cái đề thi 40 câu thì thời gian 50 phút, nhưng chúng ta mới có mục tiêu để giành được cái mức độ 24 đến 28 câu tương đương 6 đến 7 điểm, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm trong cái đề thi 24 câu đầu tiên này. Với đó ảnh hưởng tâm lý của chúng ta rất là thoải mái để rèn luyện nó. Để làm được 24 đến 28 câu này tốt thì thầy chia sẻ khuyên các em hãy, thứ nhất, bám sát vào đề minh họa. Thứ hai, làm lại những cái đề của những năm trước. Thứ ba, cập nhật một số cái đề thi của các trường, của các sở. Chúng ta tập trung luyện tập vào 28 câu đầu tiên, bởi vì tất cả các đề thi hiện nay đều có khuynh hướng sắp xếp từ dễ đến khó. Và những kiến thức này thì các em hoàn toàn có thể lấy lại được trong khoảng thời gian còn lại nếu chịu khó siêng năng, cần mẫn và làm đi làm lại các đề này, thì khả năng các bạn sẽ làm rất tốt ở phần này, rất là dễ dàng để đạt được cái điểm mức độ từ 6 đến 7 điểm dành cho các em. Để có thể ôn thi và làm bài tốt cái bài thi tốt nghiệp trung học thông môn hóa thì thầy chia sẻ một vài điều như sau. Thứ nhất, chúng ta tập trung làm tốt 28 câu đầu tiên trong khoảng thời gian khoảng từ 10 đến 15 phút. Đây là những phần kiến thức nền tảng ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Và một điều các bạn phải rất cẩn thận, làm thật chậm, chắc chắn đối với 28 câu này. Tiếp theo, đối với cái phần thứ hai đó là phần vận dụng và phần vận dụng cao, thì các bạn nên tập trung vào những cái câu lý thuyết để dành khoảng thời gian khoảng cỡ 15 phút nữa trước khi chúng ta làm các bài tập. Bởi vì các câu lý thuyết này thường không tính toán mà chỉ là
vận dụng tổng hợp kiến thức của các bài đã được học để xử lý vấn đề. Các em hãy lựa chọn những cái câu bài tập đã được rèn luyện nhiều, quen thuộc và có thể xử lý ngay để tập trung làm và mang lại kết quả tốt nhất. Phần thứ ba, chắc chắn trong đề thi nó sẽ có những câu mới lạ, thì chúng ta sẽ lựa những cái câu mang tính chất gắn liền với cái điều đã được học để xử lý. Còn những cái câu mà nó quá khó, quá dài, chúng ta sẽ để lại ở thời gian sau để chúng ta có thể xử lý nốt trong cái thời gian để chúng ta còn. Và vấn đề cuối cùng đó là chúng ta phải có một sức khỏe rất là tốt để việc ôn thi có thể được tốt trong thời điểm này. Và thứ hai, khi đi thi cần có một sức khỏe tốt để có một tinh thần thoải mái để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để có thể ôn tập tốt trong thời gian còn lại và rèn luyện bài tập để có thể đáp ứng được tốt nhất cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay.